Hồi trước á, thì nhà Hyundai chỉ có mẫu xe 7 chỗ là Hyundai Santa Fe anh chị. Thì lúc đó cái mẫu xe đó cái mức giá của nó cũng tầm khoảng từ 1 tỷ 55 triệu đó, khoảng 1 tỷ 375. Tuy nhiên giờ thì bên Hyundai cũng đã bổ sung thêm một cái dòng mà 7 chỗ nhưng mà giá nó rẻ hơn anh chị. Nhưng mà nó dạng là MPV ha, chứ không phải là dòng SUV như là mẫu Santa Fe mẫu trước. Thì mẫu này cái giá nó khá mềm anh chị, nó chỉ dao động từ 575 triệu đó khoảng là 675 thôi. Còn riêng cái dòng 6 ghế thì sẽ cộng thêm 10 triệu nữa ha. Về mức giá nó khá là mềm và tiếp cận nó được với đại đa số quý khách hàng, vừa có nhu cầu mua xe để đi gia đình, thứ hai nữa là mua xe để đi dịch vụ thì rất là phù hợp anh chị. Con em đang đứng trước mặt anh chị đang xem là dòng mẫu xe Starizer ha. Đây là mẫu xe 7 chỗ MPV nhập khẩu nha anh chị. Đây là mẫu xe nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Phiên bản anh chị đang xem là phiên bản cao cấp với mức giá là 675 triệu. Và trong tháng 7 này thì nếu như anh chị mua xe thì ngoài việc là xe có sẵn ra thì bên em sẽ tặng 100% lệ phí trước bạ cho anh chị ha. Anh chị mua xe hình thức là mình mua tiền mặt hay là hình thức là mình mua trả góp thì anh chị xem trên cái bảng này giúp em. Đây là cái mức tiền lăn bánh cũng như là cái mức tiền mà trả trước khi mà anh chị mua vay ha. Còn mức gốc hàng tháng thì chắc anh chị phải trực tiếp trao đổi với em ha, tại vì tùy vào cái số năm anh chị vay, giả sử như là ngân hàng cho vay đến 8 năm lận. Thứ hai nữa là cái mức mong muốn anh chị trả trước là khoảng tầm bao nhiêu. Đó thì em sẽ tính cái phần góp hàng tháng cho nó phù hợp ha anh chị. Và khuyến mãi bên em thì sẽ áp dụng đến hết ngày 31 tháng 7 ha. Sau cái thời gian này thì anh chị quan tâm thì liên hệ lại với em cái để em gửi cái bản báo giá mới nhất cho anh chị ha. Tiếp sau đây là về cái phần thông tin, một vài thông tin về mẫu xe này thì em cũng sẽ cung cấp chi tiết cho anh chị để mình có thể tham khảo. Khi anh chị mua xe thì ngoài cái việc tặng 100% lệ phí trước bạ ra thì đại lý bên em còn tặng cho anh chị thêm nữa là gói bảo hành 5 năm, thứ hai nữa là cái thẻ hội viên Hyundai Membership. Với cái thẻ này thì anh chị có thể tiêu điểm và tích lũy điểm trên toàn hệ thống Hyundai bên em, hiện tại nó cũng gần khoảng 70 đại lý rồi. Anh chị tiêu anh chị tích lũy điểm xỉu như anh chị đến đại lý Hyundai Tây Đô để mình sửa chữa, sau đó mình tích điểm trên đó. Rồi sẵn tiện nào đó anh chị ghé qua Hyundai Bến Tre hay là đi Sài Gòn gì đó thì anh chị ghé bổ dưỡng thì anh chị có thể tiêu điểm trực tiếp trên đó luôn. Cái nữa tiện nữa là anh chị có thể tiêu điểm trên những cái đối tác của bên em liên kết, như là bên về vé nghỉ dưỡng nè, du lịch nè, thời trang là rất là nhiều anh chị. Cái thứ ba em sẽ tặng cho anh chị nữa là cái gói phụ kiện chính hãng từ Hyundai bên em, như là cái camera hành trình hoặc là cái dán phim, cái lót sàn, tùy vào nhu cầu sử dụng xe của anh chị, nhu cầu phụ kiện của anh chị như thế nào mà em sẽ tư vấn cho anh chị một cái gói nó phù hợp ha. Tiếp sau đây là em sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu Hyundai Stylizer, mẫu xe ở phiên bản cao cấp anh chị, cao cấp màu đỏ đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tây Đô bên em, cho anh chị mình có thể mình tham khảo ha. Xem coi mẫu xe này nó sẽ được trang bị những tiện nghi nào, những option nào, hoặc là nó có phù hợp với mục đích nhu cầu sử dụng của gia đình mình hay không, thì tiếp tục mời anh chị theo dõi phần video nha. Cái điểm mà tạo sự tranh cãi nhiều nhất cũng như là cái ấn tượng khách hàng nhiều nhất về mẫu xe bên em chính là về phần đầu xe. Thì đầu xe của mẫu Stylizer này nó bên em có hơi hướng thiết kế là về tương lai em chị. Nó giống như cho anh chị có xem phim Iron Man rồi đó, thì nó sẽ có cái phần đèn định vị đây nè anh chị, giống như mặt nạ của Iron Man trong này. Nhìn rất là khác biệt so với những mẫu xe MPV trong cùng một khúc như là Defender hay là Velos hay là mẫu xe XL7, rất là khác biệt. Thì đây là cũng là một cái điểm mà gây tranh cãi khá nhiều, không biết là có người thì chê đẹp, có người thì chê xấu, thì nói chung là cũng tùy mỗi người thôi. Nhưng mà khi mình mua một chiếc xe thì mình sẽ cân nhắc ở nhiều yếu tố, đầu tiên là về ngoại hình, thứ hai nữa là về cái trang bị tiện nghi bên trong, độ rộng rãi bên trong, về các dịch vụ đi kèm, về giá cả, về khuyến mãi, rất nhiều chi tiết nhỏ nhỏ bên trong đó chị, để mình có thể mình cân nhắc mình lựa chọn cái đó phù hợp hay không, chứ không phải là chỉ riêng ở phần đầu xe hay không mà nó đã quyết định hết thì cũng thật sự là nó chưa có đầy đủ 100% anh chị. Đối với phiên bản cao cấp đó, thì nó sẽ có cái phần đèn định vị trên này anh chị, đây nó sẽ kéo dài từ vị trí bên tài qua cả bên phụ luôn. Đèn chiếu sáng của nó là dạng đèn chiếu sáng nhận led anh chị. Và đèn chiếu sáng này á thì nó sẽ có các chức năng thêm đi kèm nữa, là đầu tiên là sẽ là đèn tự động bật tắt khi mà anh chị đi vùng tối. Thứ hai nữa là nó sẽ có công nghệ gọi là Hyundai Smart Sense bên em sẽ gọi là đèn pha thích ứng. Đèn pha thích ứng nghĩa là khi anh chị đi vào buổi tối đúng không, anh chị bật đèn chế độ pha, lúc này có xe đi ngược chiều lại thì chắc là nó sẽ chuyển qua code để cho cái xe mà ngược chiều của mình anh chị nó sẽ không bị chói mắt ha. Một tính năng rất là tiện ích luôn. Và cái xe này thì nó sẽ được trang bị cái phần đèn gầm ở dưới này, đèn gầm dưới này ha, ở trên này là nó sẽ có là đèn báo rẽ trên này, đèn chiếu sáng thì ở đây. Logo Hyundai thì bên em sẽ đặt ở phía trên ha, đặt ở phía trên ở đây, ở phần này là cái phần nhựa đen, nhựa đen.
đầu xe, tổng thể đầu xe thì nếu như mình nhìn ở góc ngang thì nó sẽ hơi ngắn hơn một chút so với các mẫu xe trong phân khúc MPV. Tuy nhiên bù ngược lại anh chị, bù ngược lại là cái không gian nội thất bên trong cam kết với anh chị nó sẽ rộng rãi hơn. Đặc biệt là cái vị trí ngồi hàng ghế thứ ba nó rộng hơn khá nhiều so với các đối thủ trong cùng phân khúc như là Veloz hay là Defender chị, tại vì cái phần đầu xe nó ngắn thì nó làm cho không gian bên trong xe nó trở nên nó rộng rãi hơn ha. Đây cũng là một cái nhược điểm mà cũng là một cái ưu điểm của bên em khi mà anh chị mình quan tâm một chiếc xe. Về cái phần bên hông xe thì anh chị có thể thấy là cái kích thước của một xe này nó tầm khoảng 4 mét rưỡi anh chị, dài tổng thể 4 mét rưỡi. Về phần bề rộng thì nó tầm khoảng 1,8 m. Thì với cái kích thước này cộng với cái phần đầu xe anh chị thấy là nó chỉ khoảng tầm khoảng 1 m thôi, 1 m thôi. Thì hầu như cái toàn bộ không gian còn lại là nó dành cho vị trí người ngồi bên trong xe. Đó. Đây là một xe mẫu xe mà khi mà tụi em mang đến cho quý khách hàng là tập trung vào với đối tượng là mua xe để đi gia đình là chủ yếu, hoặc là khách hàng quan tâm đến cái sự rộng rãi thoải mái bên trong xe. Thành ra là cái không gian bên trong khá là rộng anh chị. Về phần bánh mâm thì cái này nó sẽ dạng bánh mâm 16 anh chị, dạng mâm phay, và trên cái mâm này nó sẽ có thêm nữa là cảm biến áp suất lốp luôn, để cho anh chị tiện theo dõi cái áp suất lốp mà mình không cần phải bước xuống xe ha. Chìa khóa thì con này nó sẽ trang bị cho anh chị ha, chìa khóa đây. Bao gồm sẽ là có tính năng là khóa cửa, mở khóa cửa, để nổ từ xa và mở cốp. Cốp này chỉ mở chốt thôi nha chị, chứ không phải không có được nâng cấp cái cốp ha. Thì với tính năng để nổ từ xa thì chắc anh chị cũng biết rồi, nhưng mà còn đối với tính năng thêm một tính năng nữa mà tích hợp trên chìa khóa này là nâng và hạ kính từ xa chị. Và tụi em sẽ nâng là nâng trên kính lái ha, và hạ trên kính lái. Đây để em thử cho anh chị xem ha. Đầu tiên anh chị ấn và giữ nút mở lốc thì cho cái cửa nó sẽ tự động nó hạ xuống. Đây, cái kính cửa nó hạ xuống nè anh chị. Giờ em nâng lên ha. Anh chị chú ý ở cái cửa này ha. Thì cái này nó sẽ phù hợp nhất là khi mà một là mình có quên mình chưa đóng cửa thì mình đứng trong nhà mình có thể đóng được. Thứ hai nữa là khi mà anh chị đậu ngoài nắng nóng á, thì lúc này để mà làm mát nó có hiệu quả thì anh chị có thể hạ cái kính xuống để cho cái hơi nóng nó thoát ra bớt, và sau đó mình hạ nó nổ máy lên thì cái hiệu suất làm lạnh nó sẽ tốt hơn. Bên hông xe nó sẽ trang bị như là tay nắm cửa mạ chrome nè, tích hợp nút mở khóa nè, gương là gương gập điện tích hợp đèn báo rẽ anh chị. Cái phần cột chữ A ở đây thì anh chị thấy là nó sẽ hơi nghiêng ha, nó sẽ hơi nghiêng so với là các đối thủ trong nguồn khúc, và nó sẽ có thêm cái phần góc ở đây nữa để cho anh chị có thêm cái vị trí, cái không gian để mình có thể mình nhìn vào cái hướng mà mình muốn rẽ thì nó sẽ thoáng hơn khá là nhiều ha, thoáng hơn khá nhiều. Và anh chị cái đầu xe hơi ngắn thì cái việc mà anh chị quan sát ở phía trước thì nó cũng sẽ rất là dễ. Về hệ thống phanh thì con này trước sẽ là phanh đĩa và sau là tang trống nha anh chị. Ở chỗ này thì nó hơi tối chị, thành ra là em chỉnh cho nó hơi ngược sáng một chút ha, thành ra anh chị chịu khó quan sát thì mê một tí. Thì đối với cái không gian ở hàng ở phía sau này anh chị thì nó sẽ được trang bị cho mình là cái camera lùi cộng với là cảm biến lùi ha. Rồi một điểm mà em muốn nhấn mạnh đến anh chị là về cái vẻ đẹp ở bên phía sau cốp này. Thì em sẽ mở cái đèn nội thất lên cho anh chị mình cùng xem ha. Đây là cái đèn mà khi mà mình mở ha, mở lên cái đèn ở phía sau nó sẽ có những cái đèn viền nè anh chị, đường viền và tạo hình thành một cái chữ H rất đặc trưng của Hyundai bên em. Và phía dưới này có dòng chữ Stylizer dưới ha. Xe sẽ được trang bị là camera lùi, cảm biến lùi ở trên lận tên vây cá, có gạt mưa phía sau và có sấy gương phía sau. Tuy nhiên cốp thì nó vẫn là cốp cơ ha anh chị, cốp cơ. Và đặc biệt với mẫu Stylizer này thì tụi em sẽ có trang bị một tính năng an toàn trong gói Smart Sense anh chị, là hỗ trợ cắt ngang khi lùi, có nghĩa là khi anh chị lùi từ nhà lùi ra đúng không, có xe nó có thể là nó tạt cái đuôi xe của mình. Thì lúc này là xe mình, một là nó phát ra thông cảnh báo, hai nó cảm thấy quá nguy hiểm có thể nó phanh lại luôn anh chị, để tránh tình trạng mà xảy ra tai nạn khi mà mình không quan sát được cái xe phía sau ha. Rồi bây giờ mình sẽ khám phá không gian bên trong nội thất của mẫu Stylizer này ha anh chị. Đầu tiên là em sẽ giới thiệu cái băng thứ ba trước nha, băng thứ ba trước. Em mới gặp cái băng ghế này xuống nè để cho anh chị mình có thể xem được cái băng ba ha. Thì đối với không gian băng ghế hàng ghế thứ ba anh chị, thì anh chị thấy là đối với hàng ghế thứ ba thì nó sẽ có hai vị trí ngồi, và phần tựa đầu này anh chị có thể dịch chuyển được ha, dịch chuyển lên xuống được. Còn về độ rộng anh chị thì thật sự là nếu như em nói có thể là anh chị không có tin được, thì mà anh chị có thể ghé đến đại lý Nintendo bên em để có thể coi qua cái mẫu xe này ha, coi nó sẽ được rộng như thế nào mà so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Tông màu bên trong sẽ là tông màu đen ha anh chị, tông màu đen, và ghế sẽ là ghế da. Và con này thì nó là mẫu xe hướng đến khách hàng gia đình, thành ra là cái tiện ích bên trong nó khá nhiều anh chị, bao gồm như là các hộc để đồ. Hiện tại là tụi em có tới 31 cái hộc để cho mình có thể để đồ rất là nhiều thoải mái luôn anh chị.
Lo thì mẫu xe này sẽ sử dụng là Lobo ha, Lobo 8 lần. À, về cái hệ thống điều hòa phía sau thì em sẽ bố trí ở trên này, giống như các đối thủ trong cùng một khúc thôi. Như là Xpander hay là XL7 thì nó sẽ bố trí ở trên này ha. Cửa gió điều hòa ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba. Bốn cửa ha anh chị. Đối với hàng ghế thứ hai thì anh chị thấy là hàng ghế thứ hai này tụi em sẽ có bố trí cái tựa tay ha. Tựa tay và cái độ ngã lưng của hàng ghế thứ hai thì cũng khá là sâu anh chị. Khá là sâu để mình có thể đi cái hành trình dài của mình tựa ra thoải mái hơn ha. Và chỗ này thì tụi em sẽ bố trí thêm hai cái ổ cắm sạc USB nữa để cho mình có thể sạc nè, rất là tiện. Đối với vận hành, khả năng vận hành của mẫu xe này thì anh chị thấy là con này mức tiêu hao nhiên liệu của nó tầm khoảng là 26,28 lít trên 100 cây. Nó sử dụng động cơ 1.5 lít anh chị, đi kèm hộp số CVT ha. Về dẫn động thì nó sẽ là dẫn động cồn trước. Và con này nó sẽ có các chế độ lái đi kèm đó anh chị, như là Eco Normal Sport ha. Để mình có thể trải nghiệm mẫu xe này nó ở nhiều cái chế độ khác nhau, tùy vào cái sở thích của anh chị cũng như là cái quãng đường mà anh chị mình đi ha. Hiện tại thì em đang ngồi bên trong khoang nội thất của Stargazer hàng ghế thứ nhất anh chị. Thì anh chị có thể thấy là đầu tiên là về vô lăng đi. Vô lăng nó sẽ được trang bị là vô lăng bọc da nha. Anh chị thấy là cái chỗ phần may đây nè, địa chỉ may rất là đẹp. Bọc da và vô lăng này nó sẽ là dạng bốn chấu anh chị. Bốn chấu như thế này. Đây, 1 2 3 4. Trên này nó sẽ có tích hợp các phím nút bấm đỉnh tai như là nghe gọi nè, volume nè. Bên này nó sẽ có gói an toàn của SmartSense đi kèm, như là cái này là giữ làn đường anh chị, còn cái này nó sẽ là giới hạn tốc độ, cũng đi kèm với đó là thêm nữa là cái ga tự động ha. Đi kèm với đó là ga tự động. Con này hồi nãy em có chia sẻ nó sẽ được trang bị là đèn pha tự động ha. Tuy nhiên gạt mưa tự động thì nó sẽ không có được trang bị. Thay vào đó là cái màn hình ở sau vô lăng thì nó sẽ là màn hình toàn bộ điện tử hết ha. Màn hình ở vị trí trung tâm thì nó sẽ là màn hình giải trí cỡ lớn ha anh chị, với kích thước là 10.25 inch, có tích hợp bản đồ dẫn đường anh chị thấy nè, có cảnh báo tốc độ luôn, có la bàn luôn. Kết nối thì nó sẽ có các tùy chọn kết nối như là có dây và không dây, và đặc biệt là riêng con này nó sẽ có dạng kết nối Apple CarPlay và Android Auto mà dạng không dây ha anh chị, dạng không dây. Ở phía dưới này thì nó sẽ được trang bị là điều hòa tự động nè, anh chị có thể thấy nha, điều hòa tự động. Sạc thì có sạc không dây dưới này luôn, sạc không dây ha, có làm mát luôn ha anh chị. Nút hồi nãy em có chia sẻ về chế độ lái, anh chị thấy nè, nút remote ở đây được bố trí đây ha, khi em nhấn nè, bao gồm như là Normal, Sport, Smart và Eco ha, bốn chế độ lái bên em. Từ chỗ này thì tụi em có làm thêm nữa là cái đèn nội thất bên trong, tăng thêm cái sự đẹp đẽ bên trong cái xe của mình. Ghế thì sẽ là chất liệu ghế bọc da ha, ghế bọc da cho tất cả các ghế trên mẫu xe Stargazer này. Ở dưới này thì em có làm thêm cái đèn nội thất nữa anh chị. Đèn nội thất ở đây, không gian để đồ thì khá nhiều anh chị, ở dưới này cũng có nè, ở đây cũng có nè, gồm phần cốp ở phía sau, ở ngay chỗ mà vị trí của ghế phụ ha. Rồi như vậy thì em đã giới thiệu nhanh qua về giá lăn bánh này, về khuyến mãi cũng như là chi tiết về mẫu Stargazer này ha. Anh chị quan tâm thì đến với đại lý Hyundai Tây Đô bên em để có thể coi trực tiếp mẫu xe này. Và hiện tại thì bên em cũng có lái thử luôn anh chị, xe lái thử. Anh chị mình muốn trải nghiệm lái thử nó như thế nào thì anh chị có thể đến với đại lý Hyundai Tây Đô bên em để có thể trải nghiệm và lái thử mẫu xe này nha. Rồi, kính chào quý anh chị, hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo nha. Em là Kiệt đến từ Hyundai Tây Đô tại Cần Thơ.